Nhìn vào cái sừng trên đầu đó kèm với cái tên thì nó trông khá giống một ninja đang cầm cây katana đúng không các bạn? Hoặc là giống bạn khi bị người yêu đá. Hoặc là tôi. Thôi bỏ đi. Đùa xíu thôi, các bạn đừng cấu mà anh giúp tôi nhé. Thực ra loài vật mà tôi muốn nói là Nyctosaurus, nhân vật chính trong video của chúng ta ngày hôm nay. Hãy ấn like và subscribe rồi chúng ta cùng vào việc thôi anh em nhé. Nyctosaurus là một loài thằn lằn bay có kích cỡ trung bình, có hình dạng rất giống với loài Pteranodon, một trong những loài diệt lông phổ biến nhất của kỷ phấn trắng. Hóa thạch đầu tiên của Nyctosaurus từng được phát hiện và phân loại vào chi Pteranodon, cho đến khi các nghiên cứu sâu hơn và tìm ra sự khác biệt của chúng. Nyctosaurus có thời gian tồn tại tương đối ngắn và để lại rất ít di tích hóa thạch. Mặc dù vậy, các nhà khoa học đã biết được rất nhiều điều về loài thằn lằn bay hấp dẫn này bằng cách nghiên cứu các mảnh hóa thạch của nó và so sánh với những loài họ hàng gần gũi khác. Trong video này, chúng ta sẽ khám phá một số sự thật thú vị về loài thằn lằn bay này để hiểu nó trông như thế nào và nó sống ra sao nhé. Nghiên cứu giống loài. Nyctosaurus là một loài bò sát bay cỡ trung bình, thường được so sánh với Pteranodon về hình dáng bên ngoài nhưng nhỏ hơn một chút. Loài thằn lằn bay này có đôi cánh tương đối dài, có hình dạng tương tự như các loài chim biển như hải âu. Ước tính sải cánh của Nyctosaurus thường dài từ 2 đến 3 mét. Loài lớn nhất trong chi có tổng chiều dài cơ thể khoảng 37,6 cm và nặng khoảng 1,86 kg. Nó có một cái sừng hình chữ L khác biệt được nhìn thấy ở một số mẫu vật của loài thằn lằn bay này. Các chuyên gia cho rằng chỉ những con trưởng thành mới có sừng lớn này trên đầu. Chiếc sừng này có thể dài tới 5,5 cm và lớn gấp 3 lần kích thước đầu của nó. Chiếc sừng này của Nyctosaurus được tạo thành từ hai thanh có rãnh nối với một điểm chung ở phía sau hộp sọ của nó, một trong các cột hướng lên trên trong khi cột kia hướng về phía sau. Trước đây, các nhà khoa học suy đoán rằng chiếc sừng này được nối với nhau bằng một vạt da để tạo thành một cánh buồm khổng lồ. Nhưng những nghiên cứu gần đây thì cho rằng chiếc sừng này thường được hiểu là để trần, không có da dính vào. Phần còn lại của hộp sọ của nó bao gồm hàm cực kỳ dài và nhọn. Nyctosaurus có chi trước thon dài nhưng chi sau lại ngắn tương ứng. Trên thực tế, chi trước của Nyctosaurus nhỏ hơn bất kỳ loài thằn lằn bay nào khác. Nơi chúng sinh sống. Nyctosaurus sống ở Bắc Mỹ vào cuối kỷ phấn trắng khoảng 85 đến 83 triệu năm trước. Hóa thạch của loài thằn lằn bay này đã được tìm thấy đặc biệt ở những khu vực trung tâm và phía tây của lục địa. Điều này cho thấy phạm vi địa lý của nó chỉ giới hạn ở khu vực này. Các địa điểm đáng chú ý nhất được phát hiện về loài Nyctosaurus bao gồm Kansas và Nam Dakota, ngày nay là ở Hoa Kỳ. Nyctosaurus sống dọc theo bờ biển nội địa rộng lớn, được gọi là đường biển nội địa phía tây, bao phủ hầu hết Bắc Mỹ trong kỷ phấn trắng muộn. Tuy nhiên, loài thằn lằn bay này có lẽ đã dành nhiều thời gian ở trên không hơn là ở trên mặt đất. Một bằng chứng cho điều này là sự vắng mặt gần như hoàn toàn của móng vuốt trên ba móng đầu tiên trên bàn tay của Nyctosaurus. Điều này sẽ khiến cho nó gặp khó khăn trong việc bám vào mọi thứ trên đất liền, nhưng cũng khiến đôi cánh của nó trở nên hợp lý hơn. Hành vi và chế độ ăn. Giống như tất cả các loài thằn lằn bay, Nyctosaurus có mạng cánh dài, kéo dài từ ngón thứ tư, cơ thể rồi xuống các chi sâu. Cấu trúc cánh này cho phép chúng bao phủ khoảng cách lớn một cách hiệu quả. Nyctosaurus là một loài thằn lằn bay giỏi và nhanh nhẹn, giống như cách tiền lương của anh em bay đi khi mới nhận được một tuần ấy. Nghèo dơ mồng tơi. Cấu trúc nhẹ và đôi cánh thon dài của nó cho phép nó bay lên và lướt dễ dàng trong không trung. Cơ chế bay của loài thằn lằn bay này thường được so sánh với cơ chế bay của chim bay cao ngày nay như chim hải âu. Dựa trên tổng sải cánh và cơ bắp của Nyctosaurus, các nhà khoa học đã có thể ước tính tốc độ di chuyển của nó. Con thằn lằn bay này có tốc độ trung bình khoảng 9,6 m/s. Ngón thứ tư của Nyctosaurus là ngón nổi bật duy nhất trên bàn tay của nó. Ba ngón còn lại bị teo và hầu như không còn hữu dụng. Không rõ vai trò của chiếc sừng khổng lồ trên đầu đóng vai trò gì trong sự vận động của nó. Giả thuyết ban đầu là chiếc sừng này có một vạt da hỗ trợ tạo thành bức tường da, có thể mang lại sự ổn định nhất khi bay. Nhưng việc thiếu các điểm gắn trên sừng cho thấy nó giống với một cái sừng hưu hơn, không có phần đính kèm trên mô mềm. Nếu đúng như vậy thì một lần nữa tôi nhắc lại cái sừng của Nyctosaurus khá giống với bạn khi bị người yêu đá. Giống như hầu hết các loài thằn lằn bay, Nyctosaurus là loài ăn cá, nghĩa là chế độ ăn của chúng chủ yếu bao gồm cả cá. Nó cũng có thể đã săn các loài sinh vật biển nhỏ khác. Để bắt được con mồi, nó có thể sử dụng cách săn mồi tương tự như loài chim biển ngày nay. Điều này liên quan đến việc bay vút lên trên mặt nước
trong khi tìm kiếm con mồi ở gần mặt nước. Khi phát hiện được con mồi, nó sẽ lặn hoặc xà xuống nhanh chóng để tóm con mồi khỏi mặt nước bằng chiếc mỏ thon dài của mình. Cái tên Nyctosaurus có thể được dịch là thằn lằn bóng đêm hoặc thằn lằn dơi. Điều này đã làm dấy lên những suy đoán về hành vi hoạt động về đêm hoặc hoàng hôn của loài thằn lằn bay này. Tuy nhiên, cho đến đây, các nhà khoa học vẫn chưa tìm thấy bằng chứng thuyết phục nào cho điều này. Vòng đời của Nyctosaurus. Giống như các loài thằn lằn bay khác, Nyctosaurus có khả năng sinh sản hữu tính. Bản chất của hành vi ân ái này vẫn chưa được biết rõ. Các nhà khoa học cho rằng cả cá thể Nyctosaurus đực và cái đều có sừng trên đầu. Có một số nghiên cứu cho rằng cả hai đều sử dụng sừng của mình để thu hút bạn tình sau khi ân ái. Vợ chồng chúng ta đã ân ái với nhau hơn 13 năm rồi. Nyctosaurus cái sẽ tìm những địa điểm làm tổ thích hợp. Có thể là các khu vực ven biển nơi chúng có thể đẻ trứng. Có thể những con thằn lằn này đã thực hành cách làm tổ chung, nơi một số con cái đẻ trứng trong cùng một khu vực. Sau khi nở ra từ trứng, những con non của Nyctosaurus có thể dựa vào bố mẹ để bảo vệ hoặc kiếm ăn. Điều này có lẽ không kéo dài được lâu vì chúng đã phát triển nhanh chóng. Những con non của Nyctosaurus sẽ phát triển từ giai đoạn mới nở đến kích thước trưởng thành đầy đủ trong vòng một năm sau khi nở. Hóa thạch của các cá thể chưa trưởng thành được phát hiện cho đến nay không có dấu vết của sừng. Điều này cho thấy chúng chỉ bắt đầu phát triển sừng sọ lớn đặc biệt sau khi trưởng thành. Sừng sọ tiếp tục phát triển trong suốt cuộc đời, có nghĩa là những cá thể già nhất sẽ có sừng lớn nhất. Đấy, có sai đâu, các ông yêu càng lâu thì sừng càng dài ấy mà. Thế thì gặp bạn em thôi. Tiến hóa và lịch sử. Nyctosaurus là một thành viên của một nhóm bò sát đa dạng phát triển khả năng bay trong kỷ Trias khoảng 228 triệu năm trước. Chúng là nhóm động vật có xương sống đầu tiên bay lên bầu trời trước khi xuất hiện những con chim đầu tiên được tiến hóa. Những loài thằn lằn bay sớm nhất được gọi là Rhamphorhynchoids. Nhóm cơ bản này có đặc điểm là thân hình nhỏ, đuôi tương đối dài và một số đặc điểm khác. Nhóm cơ bản này đã tạo ra loài Pterodactyloid tiên tiến hơn trong thời kỳ kỷ Jura. Nyctosaurus thuộc nhóm giật lông có nguồn gốc này. Chúng lớn hơn loài thằn lằn nguyên thủy và có đuôi ngắn hơn. Nhưng đặc điểm nổi bật của nhóm này là ngón thứ tư dài được biến đổi để tạo thành ngón cánh đặc biệt. Ngón cánh của loài Nyctosaurus và các loài họ hàng gần nhất của nó thậm chí còn chuyên biệt hơn. Ngoài các ngón tay ở cánh, hầu hết các loài thằn lằn bay đều có 3 ngón tay nhỏ hữu ích để đi lại, leo trèo hoặc bám vào các bề mặt. Đối với loài Nyctosaurus, các ngón khác bị thu nhỏ đáng kể trong khi ngón thứ tư lại cực kỳ dài. Sự thiếu vắng của những ngón tay này ở Nyctosaurus sẽ làm suy giảm khả năng di chuyển của chúng trên mặt đất. Điều này có nghĩa là nó dành phần lớn thời gian để bay trên những con sóng để tìm kiếm thức ăn, thỉnh thoảng đáp xuống mặt nước. Nyctosaurus cũng có những cánh tay trên khỏe mạnh. Điều này sẽ mang lại sự gắn kết chặt chẽ cho các cơ bay, chứng minh thêm cho lý thuyết rằng nó là một loài sinh vật bay thành thạo. Tương tác với các loài khác. Nyctosaurus sống trên bờ biển Western Interior Seaway, một hệ sinh thái được biết đến với sự phong phú của đời sống động vật có xương sống trong kỷ phấn trắng muộn. Do đó, nó chia sẻ cùng một hệ sinh thái với nhiều loài săn mồi, con mồi và đối thủ cạnh tranh khác nhau. Đường biển thời tiền sử nông là nơi sinh sống của loài cá và các động vật biển nhỏ khác có thể từng làm thức ăn cho loài thằn lằn bay này. Nyctosaurus săn mồi bằng cách lao nhanh từ trên xuống để bắt con mồi dưới mặt nước. Loài thằn lằn này sống cùng với các loài chim cổ xưa như Ethionis và các loài bò sát như Pteranodon. Các loài chim lặn Parahespeonis cũng có mặt ở cùng địa điểm. Những kẻ săn mồi trên không này có thể đã cạnh tranh với Nyctosaurus để giành thức ăn và các nguồn tài nguyên khác. Đường biển đổi địa phía Tây là nơi sinh sống của những loài săn mồi lớn như thương long, như Cleidastes, Eonator, Halosaurus và Tylosaurus. Đây là những kẻ săn mồi hàng đầu của hệ sinh thái dưới nước ở kỷ phấn trắng ở Bắc Mỹ và đôi khi chúng có thể săn luôn cả Nyctosaurus khi chúng đáp xuống mặt nước hoặc lặn để bắt con mồi. Những loài khủng long lớn thống trị hệ sinh thái trên cạn vào thời điểm này, nhưng vì Nyctosaurus không dành nhiều thời gian trên đất liền nên có lẽ không cần phải tiếp xúc với những loài khủng long này. Ý nghĩa văn hóa. Một con thằn lằn bay với chiếc sừng khổng lồ chắc chắn là một chủ đề nghiên cứu khoa học thú vị. Những điều này không rõ ràng ngay lập tức khi hóa thạch của Nyctosaurus đầu tiên được phát hiện. Những mảnh còn sót lại quá giống với Pteranodon, một trong những loài thằn lằn bay nổi tiếng nhất. Do đó, loài Nyctosaurus mới được phát hiện đã được gộp thành một loài trong chi Pteranodon. Điều này sau đó đã được làm sáng tỏ và Nyctosaurus được phân loại vào một chi riêng. Nyctosaurus tương đối nhỏ so với một số loài cùng thời, nhưng vẫn là đối tượng quan trọng cho các nghiên cứu cổ sinh vật học.
loài thằn lằn bay này đã được nghiên cứu rộng rãi để hiểu các khía cạnh khác nhau của đời sống thời tiền sử, bao gồm cả sự tiến hóa của quá trình bay và sự đa dạng đời sống của loài thằn lằn bay này. Các nhà khoa học đã nghiên cứu cơ chế bay của chúng và có thể ước tính tải trọng và tốc độ đập cánh của nó. Đây chỉ là một vài chi tiết thú vị đã được khám phá về loài thằn lằn bay này. Dictyosaurus không phổ biến lắm với công chúng và có thể là một số các bạn đang xem video này cũng vậy. Nhưng nó thường được nhắc đến trong sách, phim tài liệu và các tài liệu khoa học khác, đặc biệt là những tập tài liệu tập trung vào thế giới của những loài thằn lằn bay. Vậy là mình đã thực hiện yêu cầu của khá nhiều các bạn và hoàn tất video thứ hai về loài diệt long trên kênh của mình. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe cho Ultra Share để sừng không dài như Dictyosaurus nhé. Vì sao à? Tôi cũng không biết nữa.